Chào anh em, chào mọi người nha. Anh em thấy gì trên màn hình chưa anh em? Anh em thấy cái điều bất ngờ đây không? Hũ đang rất là to anh em ạ, 15 tỷ nên mình quyết định là vào luôn 20 cụ này để săn cái hũ này anh em nhá. Để mong là may mắn là mình sẽ hút cái hũ này, kép 10, kép 10 lên tài 18 này. Kép 10 lên tài 18 luôn anh em ơi, thế cho nó dễ anh em ạ, thế cho nó nhanh gọn nha anh em nhá. Hy vọng là tiếng này theo cái phán đoán và cái tính toán của mình là đúng anh em. Bởi vì cá nhân mình thì cũng là một người chơi nha anh em thôi, mình cũng không thể nào mà nói cụ thể được là cái tiếng này là chắc chắn nó sẽ ra cái gì. Vì cá nhân mình cũng vào đây chơi kiếm lúa thì mình cũng hy vọng rằng là mình sẽ kiếm được nhiều lúa nhất có thể thôi, và mình cũng sẽ chia sẻ lại cho anh em những kinh nghiệm mà mình biết. Và bây giờ mình sẽ tập trung mình bắt cầu anh em nhé. Như cái tiếng này thì mình nói kép 10 thì khả năng cao là lên tài này, thì mình bắt luôn cái tiếng này vào tài xem thử là nó ra cái gì. Ra cái gì đây, ra cái gì đây? Mày hạ bưởi 544 anh em ơi, tài 13 nhá. Bà bảo rồi mà, tính toán nó phải thế chứ, hợp lý luôn. Ok chưa? 83 86 mã đỉnh 13, chú ý có 13 này, 13 đi gãy này, 13 đi gãy này, 13 bệt này. 13 gãy và chỉ có một nhịp bệt thôi. Vậy thì nếu đã như thế thì chúng ta lại bắt tiếp con tai đi nữa, 9 củ nhá. Nào, đi đâu mà vội mà vàng. Bây giờ lổ cái hũ nhá. Bây giờ mà nổ cái hũ tài nữa thì hợp lý anh em ạ. Thực sự luôn, bây giờ mình chỉ ước nổ cái hũ tài ăn 15 tỷ nữa là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Đấy, quy chế nổ hũ thì rất là đơn giản thôi. Chắc chắn là anh em chơi Sun Win hay chơi Go 88 thì anh em cũng không biết rồi. Go 88 thì vẫn có hũ nhưng mà hũ khá là bé. Còn Sun Win thì tuyệt đối là không có hũ rồi. Thì chỉ cần là ra con tài 18 thì là ba con 6, hoặc là con xỉu 3 thì là ba con 1 là được tính nổ hũ thôi anh em. Quá đơn giản. Và nổ hũ thì nó sẽ chia đều xuống cái bên nổ nha anh em nhá. Chia đều cho những anh em tham gia phiên đó luôn, anh em cứ yên tâm mà không phải phân lo ạ. Ra cái gì, ra cái gì? Trắng chân này, trắng chân này. 6 nó thì đẹp. Ui ui cái mồm. Cái mồm nét thế anh em, bảo 6 là ra 6 thật luôn này anh em này. Ui giời ơi, có lẽ nào, có lẽ nào hôm nay là được độ, được ăn quả độ, ăn húp toa sao? 11 nè, 11 bệt nè, 11 gãy, 11 gãy, ai già. Khả năng cao mình sẽ bắt người con vừa qua nha anh em nhé. Nếu mà đã gãy như thế thì mình bắt bệt thế thôi. Vốn có 20 củ khoai mà anh em đi đâu mà tiếc. Bây giờ húp to húp đậm rồi, cứ gọi là mạnh dạn lên một tí anh em ạ. Thua keo này tay sau chúng ta tính toán lại. Còn nếu mà húp thì vẫn là húp thôi, liên tục thôi anh em, đúng không? Nói chung là chơi thì không được rén anh em nhé. Nói chung là rén thì tốt nhất là thôi. Mình khuyến khích anh em là không nên chơi được gì cho nó rức rức cái đầu ra. Mỗi người sẽ có một cái phương pháp chơi, một cái cách chơi khác nhau. Nhưng mà đối với mình thì cái những cái phương pháp chơi của mình ấy, thì mình thấy là hiệu quả cực cực kỳ tốt. Nên là anh em có thể tham khảo vào cái chơi này của mình. Khá là hồi hộp để có thể là đón chờ cái tay này, là liệu rằng mình có phải thành công với cầu 22 không anh em ạ. À? Xem nào. Wow, đúng bạn thành công cầu 22 luôn anh em. Tính toán cầu như thần thế này thì làm sao mà thua được hả anh em? Làm sao mà thua được? Ok, tiếp tục nào, tiếp tục tính toán nào, xem nào. 13, 11, 13, nó giống như cái cầu con 14 ở đây này anh em này. Nó giống như cái cầu con 14 ở đây mình nói rồi. Bắt đầu cầu bằng 13 điểm thì chắc chắn là kết thúc cầu thì cái tỷ lệ kết thúc bằng 13 điểm này rất là ít anh em nhé. Nên là tiếng này thì mình sẽ tiếp tục là bắt tài xem nào. 4M 700 23. Ok chưa hả anh em? Tính toán thì đã gọi là trùng máu và chuẩn men của anh em chưa? Nói chung là mỗi anh em sẽ có một cái lối chơi, mỗi anh em sẽ có một cái phương pháp chơi. Nhưng miễn sao cái phương pháp chơi của anh em chúng ta là nó mang lại hiệu quả, cũng như là kiếm được thu nhập được là được thôi anh em ạ, đúng không? Đấy, chứ không quan trọng hóa cái vấn đề gọi là phải chơi thế nào, chơi như thế này thế kia, cái xác suất là thế này thế kia. Nói chung là anh em chúng ta chỉ cần có một mục đích chính thôi. Anh em bất luận anh em làm bằng cách gì, chơi bằng thủ đoạn nào thì chúng ta cũng đều chỉ mong muốn là húp lá và lá được thật là nhiều, càng nhiều càng tốt, đúng không? Thế nào, 4 đi húp. Ơi giời ơi, 5 luôn anh em ạ, thừa điểm húp luôn anh em. Nó phải gọi là thừa luôn đi chứ. Tính toán nó phải chuẩn. Tiếp tục nào anh em, là tiếp tục nào, tiếp tục phân tích ở đây cái form này này. 14 12 14 13 là gãy này, ở đây cũng thế. 13 11 13 12 là một cái con điểm khác nhé. Khả năng cao nó giống cái cầu này là nó gãy xong một phát xỉu anh em ạ.
Để mình thử nhá anh em nhé, để mình thử nhá. Tiếng này thì mình sẽ thử 3 củ thôi. 3 củ 210.000. Đấy, đây gọi là thử nhá anh em nhé. Nói chung là hiện giờ thì mình cũng húp đậm rồi, không có gì mà khiến mình đắn đo mà mình phải rén nữa. Nhưng mà bởi vì là húp đậm rồi nên mình sẽ đánh thật là nhẹ nhàng thôi. Nếu như cảm thấy mà gãy không có thể ăn được nữa mà cảm thấy mà không ổn đấy thì mình sẽ đôn kèo mình chạy luôn, mình húp gọi là ổn rồi thì mình chạy luôn, mình té luôn. Phiên sau ca sau mình lại vào tiếp tục chơi tiếp đúng không anh em ơi? Lúa vào túi rồi mà để tuột đi mất thì đúng là thiên hạ người ta cười vào mặt mình cho ai chứ còn cái gì nữa đúng không anh em? Là hy vọng tiếng này là mình sẽ húp để có thể là đôn quả kèo gọi là chẵn tròn nhé anh em nhé, chẵn tròn nhá. Còn nếu như không húp thì cũng không sao cả, cũng chỉ là trả lại cho người ta thôi. Ôi rồi ôi, cũng chỉ là trả lại cho người ta thôi anh em nhé, cũng không có gì là đáng kể cả. Vậy thì nếu như mà nó vẫn còn ra tài thế thì khả năng cao là nó vẫn còn đấy, nhưng mà mình cho anh em xem lịch sử này. Đấy. Chơi thì cũng húp khá rồi, gãy đúng cái quả tay ba củ đấy thì mình nghĩ là khả năng cao là đôn kèo được rồi anh em ạ. Đấy, từ nhá, từ 20 củ lên 56 củ anh em thấy được chưa, đẳng cấp chưa, nét chưa? Nếu mà anh em cảm thấy là cái phương pháp chơi của mình nó hợp lý cũng như là cách phân tích điểm phiên này nó có thể là dễ dàng kiếm thu nhập, kiếm lợi nhuận thì anh em có thể tham khảo ở dưới link ở dưới phần bình luận video này nhé, nhé anh em nhé, để có thể là vào nhóm của mình để tham khảo chia sẻ những kinh nghiệm, hoặc là vào kênh của mình để theo dõi những video mình chia sẻ hàng ngày về những cái phương pháp, những cách chơi soi cờ bắt cầu nó hợp lý và cũng như là mang lại cái hiệu quả tốt. Cá nhân mình chơi là mình thấy là hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng mà đối với anh em thì nhiều anh em khả năng là trẻ và chưa thích nghi và cũng chưa có thể là hiểu được, thì mong rằng là anh em sẽ tham khảo từ từ và sẽ kiếm được thu nhập từ những phương pháp mình chia sẻ ổn định nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Nhớ like ủng hộ mình ở dưới phần bình luận video này anh em nhé.